Em đại diện nhóm 7, chị 17 ghé cho qua các nội dung chính sẽ có các phần là định nghĩa dịch tễ, tác nhân, đặc điểm lâm sàng và kẻ lâm sàng, chẩn đoán xác định biệt, biến chứng, điều trị, dự phòng và cơ hội đánh giá. Thì về phần định nghĩa, bệnh ghẻ là một cái bệnh da khá phổ biến do ký sinh trùng ghẻ có tên là Scoptes Scabies hominis gây ra, và chúng có hình bầu dục có 8 chân, lưng có gai xiên về phía sau, đầu có vòi hút thức ăn dùng để đào hút thức ăn và đào hầm. Và mỗi ngày ghẻ cái thì đẻ 1 đến 5 trứng, sau 3 đến 7 ngày thì trứng lại thành ấu trùng đột xác nhiều lần thành ghẻ trung thành. Và về dịch tễ học thì bệnh ghẻ tồn tại hơn 2.500 năm, xuất hiện từ thời La Mã cổ đại, và đến nay thì có tính có khoảng 300 triệu trường hợp trên thế giới bị ghẻ mỗi năm. Và nó thường là các vùng dân đông đúc, nhà chật hẹp, thiếu nước sinh hoạt, hoặc là các nước kém phát triển, điều kiện vệ sinh kém. Thì bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp hoặc được áo, chăn màn dùng chung với người bị bệnh ghẻ, hay là quan hệ tình. Nên tác nhân đầu tiên đó là cái ghẻ, thì chúng sinh sống bằng cách đào đường hầm dưới da gọi là rặn ghẻ ở giữa lớp sừng và lớp hạt, và chu kỳ sống thì khoảng 20 ngày, hoạt động nhiều về đêm, và chúng sẽ chết khi ra khỏi cái chủ 3 đến 4 ngày. Còn về con đực thì sẽ chết ngay khi di giống. Và tác nhân thứ hai là cái ghẻ trưởng thành thì sẽ có hình bầu dục, mặt bụng phẳng, mặt lưng hơi gồ, không có mắt, và kích thước của chúng là từ 330 đến 450 micromet, và con đực thì sẽ có kích thước là 200 đến 250 micromet, và chúng có 8 chân hút qua da, dùng vòi để hút đồ ăn và đào hầm, và trứng của chúng thì rất mỏng, trong suốt hình bầu dục. Và tiếp theo sẽ là cái đặc điểm lâm sàng và kẻ lâm sàng của bệnh ghẻ. Thì lâm sàng sẽ có thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 3 ngày và kéo dài đến 2 đến 6 tuần. Và sang thương cơ bản của ghẻ thì sẽ có là mụn nước, đường hầm ghẻ, săn ghẻ, sần cục, vết xước vảy da, đỏ đỏ da, giáp thâm, và có thể có bùi nhiễm của tràm hoa và mụn mủ, và có biểu hiện là ngứa nhiều nhất là về đêm. Là hình ảnh mụn nước do cái ghẻ gây ra thì thường là rải rác riêng lẻ ở vùng da cổ tay, mặt trước cổ tay, cẳng tay, cái nếp vú quanh rốn, bộ phận sinh dục. Và ở trẻ sơ sinh thì mụn nước này thường thường ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân. Cái đường hầm ghẻ thì sẽ có là được gọi là mụn ghẻ kéo dài từ 3 đến 5 mm. Tiếp theo là săn sinh dục và nhẹ dễ nhầm lẫn với các săn của giang mai. Đó chỉ là sẹn cục hay là sẹn huyết thanh gặp ở nách, bạn bìu. Và một cái thể đặc lâm sàng đặc biệt của ghẻ đó chính là ghẻ Na Uy, có cái thể đặc biệt gặp ở người suy giảm miễn dịch, thương tổn là các lớp vảy chồng lên nhau, lan tỏa toàn thân, có thể tìm thấy hàng nghìn cái ghẻ ở trong cái lớp vảy. Và tiếp theo đó là hình các cái lâm sàng để chẩn đoán, thì sẽ tiến hành là soi tìm ký sinh trùng tại tổn thương, sẽ tiến hành cạo da nơi có cái đường hầm ở các cái ngón tay, mặt nếp gấp cổ tay là vị trí tốt nhất để thu thập ghẻ cái, và quan sát cái ghẻ trên kính hiển vi với một giọt glycerin hoặc là một giọt cao áp 10%. Và để chẩn đoán xác định bệnh ghẻ thì sẽ dựa vào lâm sàng và kiểm lâm sàng sẽ dựa vào thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 3 ngày, kéo dài 2 đến 6 tuần. Sẽ có các thương tổn cơ bản như là mụn nước trên nền da lành, rải rác, thường ở vùng da mỏng, và có các cái đường hầm ghẻ, săn ghẻ, sẹn cục, vết xước vảy da,
và có thể bù hóa buồn ngủ, và có những cái đặc biệt là của gã Na Uy. Và triệu chứng cơ năng thì thường là ngứa và nhất là về đêm. Còn cái lâm sàng sẽ dựa vào soi tìm ký sinh trùng tại tổn thương. Và bệnh gã thì sẽ chẩn đoán phân biệt với cái đầu tiên, đó là tổ địa, vì sẽ có xuất hiện những cái mụn nước nhỏ ở rìa ngón tay hay bàn chân. Chứng thứ hai là sẹn ngứa, thì sẽ có và sẹn ngứa ở đây thương tổn của nó là sẽ huyết hình rải khắp cơ thể và rất ngứa. Sẽ chẩn đoán phân biệt với viêm da cơ địa. Thì viêm da cơ địa là các thương tổn sẹn mục ở sẹn mụn nước tập trung thành từng đám. Một cái chẩn đoán phân biệt tiếp theo đó là nấm da, thì cái tổn thương của mảng da đỏ, các mụn nước và vảy da ở rìa thương tổn, bờ hình vòng cung sẽ có ngứa nhiều khi xét khi soi cái sẽ có tìm thấy cái sợi nấm thay vì đó là cái gà. Và một cái hay nhầm lẫn đó chính là sang nhang mai, thì thương tổn của sang nhang mai là các một vết trượt nông nền cứng không ngứa không đau, hay gặp ở vùng hậu môn sinh dục, kèm hạch bẹn to và có thường thường là hạch chúa, và soi tươi thì sẽ thấy các sợi hoặc là xoắn khuẩn giang mai. Còn ở gà thì sẽ là có hiện tượng là ngứa nhiều. Để các khi nền thường thấy hóa thì cái nhiều người bệnh ngứa gãi chà xuất hiện các mụn nước tập trung thành đám. À, đây là biến chứng của cái gã vậy. Đây các hình ảnh của tràm hóa. Và biến chứng tiếp theo đó chính là bụi nhiễm. Thì khi các mụn nước mà xen kẽ các mụn mủ thì có thể phù nề hoặc loét. Biến chứng đó là lichen hóa, thì sẽ ngứa ngứa nhiều nên người bệnh sẽ gãi nhiều, gây ra da dày da và thâm da. Và biến chứng cuối cùng đó chính là viêm cơ thể cấp, thì ở trẻ bị gãi bụi nhiễm mà không được điều trị hoặc điều trị không khỏi gây nên trạng tái nhiễm nhiều lần. Và nguyên tắc điều trị chung của bệnh gãi đó là điều trị tích cả những người trong gia đình, tập thể, nhà trẻ mà nếu phát hiện bị bệnh gãi, và nên tầm soát các bệnh lây qua đường tình dục với các người bệnh trên 18 tuổi. Và quần áo, chăn màn, tất cả đồ dùng cá nhân phải phơi khô và là kỹ. Và điều trị cụ thể của bệnh gà sẽ đó là sẽ dùng thuốc Comitrin 5% và có thể dùng các thuốc khác như là mỡ lưu huỳnh. Những cái đặc điểm của mỡ lưu huỳnh nó sẽ là mùi hôi, hay là crotamitol 10%. Và có thể một cái phương pháp nữa đó là dùng vỏ cây ba chạc đen tắm, hoặc là dầu ốc chó, dầu hạt máu chó. Thì về cách bôi thì trước tiên thì sẽ là tắm sạch bằng xà phòng, sau đó bôi thuốc vào vùng thương tổn ngày một lần vào buổi tối. Giặt sạch và phơi khô quần áo, chăn màn, cái gãi bụi lani. Và nếu có tràm hóa thì sẽ dùng hồ nước hoặc là kem chứa corticoid bôi trong 1 đến 2 tuần liên tục. Và về cái phần gãi Na Uy thì sẽ là ngâm tắm, sau đó sẽ bôi mỡ salicin để cho nó bong sừng, rồi sẽ bôi thuốc diệt gãi. Về toàn thân thì sẽ có thể cho tiến hành uống kháng hít, đó sẽ là dùng ivermectin liều 200 mg trên 1 kg cân nặng và liều duy nhất, chỉ định trong trường hợp gãi kháng thủy và các thuốc điều trị bôi cổ điển, gãi Na Uy hay là gãi ở nhiều HIV.
và chống chỉ định trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai. Và sau khi điều trị thì ta tiến hành dự phòng là bằng cách là vệ sinh cá nhân hàng ngày sạch sẽ, điều trị bệnh sớm, tránh tiếp xúc và dùng chung các đồ vật với người bị bệnh. Là em vừa trình bày xong cái phần về bệnh gà của nhóm em rồi. Rồi, để chắc để chị tập để chị nói lại chút xíu xong rồi hãy qua phần câu hỏi luận giá, chắc rồi em chia ra rồi em chiếu lên cho mấy bạn xem sau ha. Như vậy nãy giờ bạn cũng đã trình bày khá là chi tiết về bệnh trẻ rồi ha, và như mình đã thấy nó là một cái bệnh tương đối là nó cũng phổ biến, bởi vì sao bọn em biết không, tính chất lây lan của nó rất là nhiều. Trong nhất là những cái môi trường mà sống tập thể hồi trước, những cái tình trạng gà này nó lây lan chéo lúc mà người ta chưa kiếm được những cái phương thức điều trị hiệu quả, thì những cái trại tập trung hoặc là những cái môi trường sống mà ví dụ những người đi tàu hoặc là những cái trại lính á, thì cái tần suất lây lan nó rất là ghê gớm. Tại vì sao, bọn em đọc cái bài bạn soạn ngay từ cái đời sống của con cá ghẻ, cái đặc điểm của ghẻ là nó lây và nó chui vô được cái lớp lớp sừng của da mình để nó đào thành cái rãnh ghẻ. Nhưng mà đặc điểm của nó, một cái đặc điểm mà khiến cho cái tính chất lây lan của nó nặng nề hơn á, là không phải em tiếp xúc trực tiếp với cái người đó em mới bị, mà sau khi nó ra khỏi ngoài cơ thể cái chủ, nó còn có thể sống thêm được 3 đến 5 ngày nữa nó mới chết. Và với chính vì cái lý do đó mà nó lây lan rất là dữ dội, thì dùng chung đồ vật thôi hoặc là dùng chung môi trường sống thôi, nhất là những cái môi trường sống tập thể á, nó vẫn có thể lây. Và ngoài ra cái đặc điểm nữa là chính bản thân người đó họ bị tái lại cái bệnh của họ cũng nhiều luôn, cho nên cái bệnh ghẻ nó làm cho nhiều người phải nói là cái tâm lý họ nó bị ức chế. Tại vì sao, chữa hoài không thấy hết, vì chữa xong rồi họ lại lặp lại cái chu kỳ đó. Chính vì vậy á, em hiểu được về cái là bạn chiếu lại cái slide này là hợp lý, và em hiểu lại được về cái tốc độ sinh sản của con cái ghẻ này nữa, nó nhanh chóng nữa. Thì khi mà em hiểu được cái này, em sẽ liên tới cái chuyện đó là điều trị của nó như thế nào cho nó hiệu quả. Bởi vì sao, mình thấy là cái đặc điểm lâm sàng nổi bật của nó sẽ là ngứa, và em học học qua cái bệnh ghẻ, cái mà mình giúp cho mình chẩn đoán phân biệt mà quan trọng nhất đó là em biết là ngoài cái chuyện em khám sang thương, thì cái bệnh sử nó có cái đặc điểm của cái ngứa, nó là cái hỗ trợ chẩn đoán cho em rất là nhiều. Chúng mình chỉ nói xong về cái phần mà chẩn đoán phân biệt, còn về đặc điểm của thì chính cái đặc điểm này nó cũng là một cái giúp cho mình chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác dễ nè. Tức là cái ngứa trong bệnh ghẻ em nó sẽ ngứa nổi bật về đêm, vì lý do sao, vì nửa đêm mới làm mấy con cái ghẻ này nó mới chui ra ngoài, mấy con cái nó ra ngoài nó đào đường hầm và nó đẻ trứng, cho nên nửa đêm mới là cái thời điểm mà bệnh nhân thấy ngứa rất là dữ dội. Thứ hai nữa, cái tính chất ngứa là nó sẽ ngứa có tính gia đình, nghĩa là trong em chỉ cần học nói bệnh nhân nó vô khám, em nhìn cái sang thương em thấy có mụn nước, mà để mà loại phân biệt với bệnh khác, em chỉ cần hỏi bệnh nhân câu là nhà có ai ngứa giống người đó không, để em bắt đầu em loại trừ dần dần các cái nguyên nhân khác. Là nó là một cái đặc điểm rất là quan trọng. Tức là vậy là hai cái tính chất rồi ha, ngứa về đêm, ngứa có tính chất gia đình, một cái nữa là ngứa ở những cái vùng nhiều nổi nổi bật ở những cái vùng da non, những cái vùng da mà nhạy cảm. Và cái sang thương ghẻ cũng vậy, nó sẽ xuất hiện nổi bật ở những cái vùng da non. Vùng da non thường là những vùng nào, cái nhóm sạm các bạn có biết vùng nào không? Tại cái đặc điểm lâm sàng quan trọng của nó là nó đặc điểm nổi bật của nó là nó nổi mụn nước nè, mụn nước này thường mọc rải rác ha, và thường ở những vùng da mỏng nè, là da non đó ha, tức là phần kẽ ngón. Luôn luôn khám bệnh những ghẻ mình sẽ gặp, mình phải kêu ta xè ra mình coi cái kẽ ngón, cái nếp vân, cái đường lằn vân tay á tụi em, rồi cái vùng cái cổ tay á, đó là những cái vùng, rồi cái vùng bụng nè và vùng sinh dục, nó là những vùng mông, đó là những cái vùng mà cái sang thương ghẻ nó tập trung rất là nhiều, cho nên khi khám mình sẽ tìm kiếm ở những cái vị trí đó. Để đây là một cái đặc điểm quan trọng để phân biệt bệnh ghẻ với những cái sang thương, còn với những cái bệnh lý khác ha. Em chiếu xuống cái slide chẩn đoán phân biệt đi ha. Cho nên trên lâm sàng với một bệnh nhân mà đến rồi ghẻ na uy là một cái đặc biệt nữa. Ghẻ na uy thì em sẽ thấy cái bệnh viện thực ra bây giờ vẫn gặp những cái tình trạng cái bệnh ghẻ na uy này chứ không phải hiếm đâu tụi em. Ghẻ na uy này là gì, là trên cái cơ địa của những người bị suy giảm miễn dịch, và mấy mốt mình đi chạy nhiễm mình cũng có thể gặp, đó là những cái bệnh nhân mà bị HIV họ đồng thời họ nhiễm thêm cái ghẻ này. Và khi đặc điểm của những cái ghẻ này là em biết những ca vô rất là nặng, và ban đầu vô mình thấy là giống như một ca đỏ da trớt vảy toàn thân vậy đó, mình nghĩ là do một cái bệnh da khác, nhưng mà khi em thăm khám em thấy là cái tình trạng bệnh nhân này ngứa rất là dữ dội, mặc dù sang thương da thì đóng vảy không thấy mụn nước, không thấy cái điển hình, thì em mà trên cơ địa mà người đó ốm yếu hoặc là đang dùng thuốc suy ức chế miễn dịch hoặc là
bị HIV hay bị những cái bệnh kèm theo cho thử, thì em luôn luôn làm thêm cái cạo tìm cái xoay tươi coi thử có cái ghẻ hay không. Và nhiều, rất là nhiều trường hợp bị, và đặc điểm của cái này là cái vảy nó che lấp hết cái triệu chứng kia, nên mình nhiều khi mình không có thấy cái mụn nước nào hết đó. Nên rất là dễ bị chẩn đoán nhầm. Và liên tới cái phần điều trị nó cũng sẽ khác nhau luôn, tức là mình sẽ nói về phần đó sau. Em kéo xuống cái phần chẩn đoán phân biệt đi. Cái phần những cái bệnh cần phân biệt á, thì mình sẽ thấy là cái gì, tổ đĩa là một cái bữa trước mình trình bày trà mình thấy rồi nè. Vì lý do nổi bật của cái ghẻ này là những cái mụn nước mọc rời rạc, cho nên mình sẽ phân biệt với cái tổ đĩa. Vì tổ đĩa này bữa trước mình trình trong cái bài trà, nó là một cái thể đặc biệt của trà đúng không, nó bị khu trú ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, không vượt quá mặt lưng á. Đặc điểm của cái trà tổ đĩa này nó cũng cực kỳ ngứa luôn, cũng bị ở bàn tay, cũng có thể bị ở cái phần kẽ, tuy nhiên nó lại ít khi nào nó vượt quá mặt lưng bàn tay. Và nó không có ở những cái vị trí khác, nó thường khu trú hơn, hoặc là nó xuất hiện trên nhân mà có cái cơ địa là thường hay ngứa ngáy dị ứng sẵn rồi, thì nó đặc nó và nó, cái đặc điểm của nó là nó ngứa bất cứ lúc nào, nhưng mà thường những cái lúc mà tiếp xúc với nước xà bông á thì nó sẽ kích thích da nó ngứa nhiều hơn, chứ nó không có cái tính chất ngứa về đêm nổi bật như là đẻ. Rồi xuống slide tiếp theo. Ngoài ra mình còn chẩn đoán phân biệt với một cái rất là thường nữa, cái sẩn ngứa này nè. Tại vì sẩn ngứa cái hình này là mình thấy nó là những cái cục, những cái nốt, nhưng mà trên lâm sàng á, sẩn ngứa cũng là một cái dạng đặc biệt của chàm ha. Sẩn ngứa này nó cũng có thể xuất hiện ở giữa cái sẩn, cái cục, nhưng mà giữa nó cũng có thể có mụn nước nữa. Nhưng mà sẩn ngứa thì nó bị cái vị trí khu trú của nó là thường ở vùng chi, hai tay hai chân nhiều hơn là tập trung những cái vị trí đặc biệt như ghẻ. Cho nên nhờ những cái tính chất nhỏ này mà nó sẽ giúp cho người bác sĩ trên lâm sàng họ sẽ có cái chẩn đoán xác định tốt hơn, chứ không phải mình nhìn vô mấy bạn mới đi da liễu hay có cảm giác đó là nhìn vô cái biết liền. Không phải nhìn vô cái biết liền, những trường hợp nó quá rõ như là bụng thôi, chứ còn thông thường là người ta cũng phải có cái suy luận mà người ta loại trừ từ từ. Mình đã có kinh nghiệm thì người ta nhìn khác, còn mình đi học thì mình sẽ tập cái cách suy luận từ từ để nó ra vấn đề. Rồi slide tiếp theo em. Còn cái chẩn đoán tiếp theo là viêm da cơ địa, thì đúng là cái này cũng là một trong những cái chẩn đoán của em. Tại vì mình thấy là viêm da cơ địa nó vẫn có thể xuất hiện là gì, nó rất là đa dạng, nó có thể là hồng ban trước rồi mới bắt đầu sẩn hồng ban mụn nước, nhưng cái đặc điểm của nó là nó cũng có cái mụn nước, hồng ban mụn nước, cho nên cũng cần phải đưa vào phân biệt. Và cái đặc điểm của viêm da cơ địa nó cũng ngứa, người ta cũng ngứa buổi tối luôn. Nhưng mà cái đặc điểm của viêm da cơ địa họ ngứa buổi tối là gì em biết không, ban ngày còn có nhiều thứ để sao nhãng, ban đêm là không có suy nghĩ chuyện gì, thì thay vì ngủ được á, mình người bình thường ngủ ngon thì họ đã bắt đầu tập trung vô cái da dễ, nó bắt đầu cảm giác cái ngứa nó rõ hơn. Cho nên nhiều khi người ta cũng phàn nàn với em vì cái ngứa nhiều ban đêm, nhưng mà nó không có đặc thù như cái con ghẻ. Thì vị trí cũng là cái hỗ trợ cho mình chúng ta phân biệt rất là nhiều nè. Thì tới cái bài tiếp theo chị dạy cho em cái bài khám da liễu, thì mình mới thấy được cái vai trò quan trọng của cái vị trí của cái sang thương ha, nó giúp rất ích rất là nhiều trong cái chẩn đoán của mình. Rồi slide tiếp theo. Còn cái nấm á, thì thường á là mình cần phải phân biệt hơn. Tuy nhiên nó cũng có những cái dạng mà hồng ban mụn nước, và nó cũng mọc ở những cái vùng bẹn hoặc là vùng bàn tay, thì mình cũng đưa vào chẩn đoán phân biệt thì cũng được. Vì đặc điểm của nấm á, thì cái sang thương nó là ly tâm ha. Nó là cái bọn em học bài nấm với bác sĩ Thảo rồi đó. Tức là cái rì, cái màu nó đậm màu hơn thì nó gọi là sang thương ly tâm. Và nấm thì thường nó cũng nổi thành từng mảng hoặc là mảng ly tâm, chứ nó không có thành những cái mụn nước rời rạc như là bên cái ghẻ. Rồi tiếp đi em. Rồi sang giang mai là một cái chẩn đoán cần phải lưu ý ha. Tại như nãy mình đọc rồi đó, có những bệnh nhân họ vào họ khám vì cái sang thương nó chỉ nổi đơn độc ở vùng sinh dục thôi, thì những trường hợp này đúng là mình phải phân biệt cái ghẻ với cái sang giang mai này. Thì có thể có những cái yếu tố nguy cơ nữa, thì sẽ giúp hỗ trợ cho mình trong cái chuyện loại phân biệt hơn. Đối với những bệnh nhân mà có tiếp xúc hoặc có yếu tố nguy cơ thì mình sẽ cho làm những cái xét nghiệm huyết thanh để mình loại trừ thêm ha. Và mình cạo sang thương da đó, mình soi mình kiếm cái hình hình ở cái con cá ghẻ. Rồi từ cái chẩn đoán phân biệt được như vậy, chẩn đoán phân biệt được trên cái ghẻ, nhưng mà mình dựa trên nếu lâm sàng mà em khám em thấy luôn cái rãnh ghẻ thì nó là một cái dấu hiệu để cái chẩn đoán tốt nhất rồi. Nhưng mà không phải lúc nào em cũng nhầm tới, thì mình cứ loại trừ từ từ cho quen dần thôi. Và đa số các bạn đi lâm sàng thời gian các bạn gặp mấy ca ghẻ, mình học khai thác cái bệnh sử, bạn cũng bắt đầu lờ mờ khu trú được cái nguyên nhân của nó rồi. Trừ những trường hợp mà nó chồng lấp hoặc là nó khó chẩn đoán quá, tại vì nó còn có cả cái tình trạng là ghẻ chàm hóa nữa, tức là bệnh nhân ngứa quá sau cái họ gãi nhiều cho cái da đó nó bị kích thích đó, cho nên nó dày lên và nó có cái biểu hiện giống như chàm thì có thể vô, nó lại khó chẩn đoán hơn. Còn những cái trường hợp điển hình thì cũng không đến nỗi gọi là quá phức tạp.
Và từ cái phần bệnh học cũng như phần phần đặc điểm của sanh thương thì mình sẽ tiếp đi tiếp vào cái phần điều trị. Thì nãy bạn cũng có trình bày rất là cụ thể rồi ha, tức là điều trị á, nó sẽ có những cái thuốc đặc trị cho bệnh ghẻ. Tuy nhiên cái chăm sóc cái da cái vùng ghẻ cũng rất là quan trọng, và thêm một cái nữa là do cái tính chất lây lan của ghẻ của em, cho nên cái hướng dẫn bệnh nhân trong chuyên khoa da liễu, cái hướng dẫn bệnh nhân sẽ là một cái quyết định thành công của em rất là nhiều. Có những bệnh nhân luôn luôn chê trời bác sĩ nó dở lắm, chị không được hết. Lý do là tại sao biết không? À, nhiều khi bác sĩ nói nhanh quá hoặc là không có tư vấn quá trình chăm sóc da kỹ, thì nhiều khi họ về họ làm, chị đã từng gặp bệnh nhân mà em tin không, họ vừa vừa họ bị viêm da tiết bã, tức là họ vừa bị cái da đầu với vừa bị cái mặt nữa, bác sĩ cho thuốc mà mình khám đông quá, mình không có thời gian mình tư vấn kỹ, cuối cùng bệnh nhân lấy cái thuốc thoa đầu thoa lên mặt, lấy cái thuốc mặt thoa lên đầu, 2 tuần sau quay lại đó, trời thuốc thì mà thoa khó chịu kinh khủng mà lại còn không hiệu quả nữa. Cho nên mình mới thấy được cái vai trò của chị hướng dẫn bệnh nhân cái cách chăm sóc da tại nhà rất là quan trọng. Cho nên chị thấy các bạn kể cả bài trà hay bài này mấy bạn đều soạn rất là kỹ cái phần đó nè, tức là cái hướng dẫn nó sẽ hỗ trợ cái điều trị của mình rất là nhiều rồi. Là bệnh nhân phải sao, phải điều trị tất cả những người trong gia đình, trong tập thể có yếu tố nguy cơ, tiếp xúc gần nó mà có triệu chứng ấy, thậm chí chưa nổi sang thương em vẫn điều trị luôn. Rồi thứ hai nữa là quần áo, chăn màn và những cái đồ dùng sinh hoạt là phải giặt sạch và phơi, giặt và khuyến cáo thật ra lý tưởng là đi giặt bằng nước nóng luôn ha, nước sôi luôn và phơi mặt trái. Ngoài ra có thêm cái nữa là do mình thấy con cá ghẻ nó tồn tại ngoài môi trường lâu quá, nó tồn tại hơn cả 5 ngày, cho nên có những bệnh nhân là chị do gì dặn người ta là em lấy những cái bộ đồ mà mình ít mặc ra, thỉnh thoảng cái mặc đó mình lấy ra mình mặc đi, mình lấy những cái bộ đồ mình đang mặc thường xuyên này mình giặt sạch sẽ cách đó, sau đó mình bỏ vào tủ để tuần sau rồi lấy ra mặc. Thì cái này nó sẽ làm giảm cái tình trạng mà bệnh nhân họ tự bị nhiễm lại, con ghẻ nó còn sót lại của họ hơn. Chứ còn điều trị bệnh ghẻ em sẽ thấy có rất nhiều ca cứ bị tháng này qua tháng nọ, nói là đi tùm lum bác sĩ nó không hết, là do những cái tình trạng mà họ bị lây, người trong nhà lây qua lây lại, hoặc là cái vật dụng, cái đồ đạc rồi dính vô ha. Cho nên đi lâm sàng da liễu nhẹ, nhiều bạn bệnh nhân vừa mới đi ra nhảy lên cái ghế ngồi liền, nói trời ơi lỡ mình có ca mà vừa mới chẩn đoán đi ghẻ luôn mà chưa có kinh nghiệm ha, nhảy vô thấy ghế rồi đang đi học mỏi chân nữa lấy lên ngồi luôn, xong cái về vài ngày sau gãi sồi sồi là biết rồi đó ha. Rồi về cách bôi thuốc thì mình có ghẻ bội nhiễm ha, thì mình dùng những cái thuốc màu mình thoa. Nguyên tắc là em nhớ là cái sang thương nào mà nó đang hủy dịch đang ướt thì mình sẽ dùng những cái thuốc màu để mình thoa, thường là Milian, Castellani hoặc là mấy cái Eosin ha. Ngoài ra ngứa thì mình có thể dùng những cái kem làm dịu da có chứa menthol, hoặc là những cái kem có corticoid nó cũng giúp giảm cái triệu chứng này. Chứ còn cứ ngứa cái bệnh nhân cào gãi nó lại gây ra ghẻ chàm hóa hoặc là bị ghẻ bội nhiễm thì nó càng nặng hơn. Còn đối với ghẻ Na Uy là cái mà nãy các bạn có coi chiếu hình đó ha, tức là bệnh nhân da nó sẽ tăng sừng nữa luôn, cho nên bằng cách mình phải điều trị đối với bệnh nhân này mình thoa thuốc ghẻ bệnh nhân cũng không hấp thu như được, chỉ có cách là mình phải dùng trước những cái thuốc có chứa saline để nó bạc cái lớp sừng bên trên ra, thì nó mới giúp cho cái sự thẩm thấu của cái thuốc ghẻ nó hiệu quả hơn. Chứ còn mình nếu mình điều trị vẫn như bình thường thì nó chắc chắn là bệnh nhân sẽ không đỡ nổi, tại vì cái vảy nó cái da nó dày tăng sừng nhiều quá, thuốc thoa đâu có thẩm thấu vào da được bao nhiêu đâu. Rồi vậy thì mình đã nắm qua được về cái bệnh ghẻ ha, và đây là một cái bệnh khá là phổ biến trên lâm sàng khi mình đi da liễu, cũng như đi những cái chuyên khoa khác trên những cái cơ địa bệnh nhân đặc biệt như suy giảm miễn dịch. Rồi em mấy bạn có thắc mắc gì về bài này không? Vậy em chiếu cái slide lượng giá luôn đi ha. Rồi bạn trình tiếp luôn đi ha. Em nghĩ mấy cái câu hỏi lượng giá này á, em có thể gửi cho mấy bạn tự làm không chị? Vì nó cũng chỉ là trách nhiệm trả lời để tóm tắt bài thôi. Rồi ok, tiết kiệm thời gian ha, có công 8 giờ rồi, có nhiều đứa giờ này tới giờ nó đi ngủ rồi, thì mình ngồi cứ thầy cô nói hoặc là mấy bạn trình nói cái mấy đứa kia nó riu riu rồi cũng mệt đúng không, thôi cho tự xem cái đó ha. Có thắc mắc gì không bọn em?
để chị chia sẻ cái màn hình xong rồi chị chỉnh lại. Em hỏi cái chị. Nãy chị kêu vùng channel là nó ở hai cái chỗ kẻ thay á, chị là mới biết cái phút chè đó là nó là channel hả chị? Em nói gì em nói lại chị nghe đi. Nãy em có nghe không biết có nhầm hay là sao, mà em nghe là cái vùng da non là nó ở vùng mấy cái chỗ kẽ, mấy cái vùng lớp lớp da thì là đó là cấu trúc của nó là da non. Cái vùng da non là cái da phần kẽ giữa các cái ngón tay, chứ còn da lòng bàn tay là cái vùng da dày nhất luôn rồi đó. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, nếu mà đọc lại về cái bài cấu tạo da tụi em thì thật ra cấu tạo da của lớp đó thay vì cái lớp thượng bì bình thường á là nó sẽ có, của những cái vùng khác nó sẽ có là lớp đáy, lớp gai, lớp hạt, cái lớp sừng. Thì cái vùng da lòng bàn tay và lòng bàn chân á, là cái vùng da rất là dày, nó sẽ có thêm cái một cái lớp nữa trước cái lớp sừng, đó là lớp sáng. Cho nên cái vùng da non á là cái vùng da cái kẽ giữa các cái ngón tay á, chứ không phải da lòng bàn tay ha. Kẽ các ngón tay, vùng da cổ tay, rồi da bụng, da bìu, vùng sinh dục á, thì thường là những cái vùng da non. Em cảm ơn chị. Rồi, nếu các bạn không có thắc mắc gì thì chị chia sẻ cái slide rồi chị... Rồi.